Người phụ nữ lúc đau lòng nhất, không có ai quan tâm, nên học được cách độc lập. Lúc cô ấy sợ hãi nhất, không có ai bên cạnh, nên học được cách dũng cảm. Lúc cô ấy cần sự giúp đỡ, không có ai chìa tay ra, nên học được cách gánh vác. Khi người phụ nữ đó đủ mạnh mẽ để trải qua mọi khó khăn và nỗi đau một mình, thì khi ấy cô ấy không cần bạn. Hãy nhìn vào mắt, đừng lặng bước đi. Điều gì khiến ta buông rời nhau? Đừng để nước mắt làm nhòe khóe mi. Người hỡi.